Vào khoảng thế kỷ thứ 17, có hai mẹ con người quả phụ nương tựa nhau mà sống. Tuy rất vất vả, nhưng người mẹ vẫn thương yêu đứa con của mình. Và một hôm khi trời hừng sáng, người mẹ bảo đứa con của mình thức dậy. Con ơi, con ơi, con dậy nè, dậy đi nha. Ủa mẹ ra ngoài đồng còn làm sớm nữa. Ủa trời sáng rồi hả mẹ? Vậy mà con cũng không hay nữa. Sao mẹ dậy mà không kêu con sớm? Con còn học bài đi thi nữa. Mẹ tính để cho con ngủ rồi đi học đến trưa nay, rồi con ngủ gục trong bó lớp rồi sao? Ơi, con của mẹ ngoan lắm, không như mẹ nghĩ đâu. Con của mẹ ngoan, mẹ biết mà. Dạ thưa mẹ, để con ra tưới mẹ phụ luống rau để mẹ dọn hàng đi sớm nha mẹ. Ừ, thôi con đi đi. Thôi chị ơi, tới. Mẹ ơi. Gì vậy con? Con nói cho mẹ nghe cái này nè. Khi nãy con ra tưới rau thì con thấy ở dưới nước có ai để quên vỏ cua nè mẹ. Trời ơi khổ con ghê. Cái này á, cái vỏ cua của mẹ hôm qua mẹ đi tuốt ở đằng kia đó, mẹ mua cho con. Cái này nè, cái vỏ cua này mà lựa từng con một, con nào cũng nó to bự chảng luôn. Rồi á, trưa nay á, con mần, con dầm ra, con đập nó, rồi con mần cho mẹ con mình ăn một làm một tô canh chua thật là ngon, thiệt là ngon nha không? Thôi có nhà đi, mẹ đi ra chợ mẹ bán, nắng nó lên rồi. Dạ. Ôi mà nè, quên nữa, ở nhà, ở dưới nhà nghe, đừng có đi đâu hết trơn nha. Dạ con biết rồi, nhờ mẹ đi. Rồi, ở nhà ngoan nha con. Dạ. À, con cua nó khóc. Cua ơi, sao mày khóc vậy? Mày nhớ cha mẹ mày hả? Mẹ tao kêu tao ở nhà giả mẹ ra để nấu canh, nhưng thấy mày khóc như vậy lòng tao không nỡ cua ơi. Thôi mày đừng khóc nữa, để tao thải mày về với cha mẹ mày nghe. Trong lớp thầy tao có tập dạy tao rồi. Con chim có cánh, con cá có vây, mặt nước tầng mây, thỏ lòng vùng vẫy. Sự sống của sinh linh cũng như con người vậy, tao không dám nhìn cảnh chúng bay tan thay. Thôi, để tao thả mày về với cha mẹ mày nghe. À, con cua nó về với cha mẹ nó rồi, vui quá. Vui quá. Tâm ơi, mẹ về rồi nè. Dạ, thưa mẹ mới về. Ừ, hôm nay á ngoài chợ á trời nắng quá, mẹ mệt. Thôi con vô con dọn cơm cho mẹ ăn nha. Dạ. Con mời mẹ dùng cơm. Ừ con. Ủa rồi, rồi canh cua của mẹ đâu? Con không có nấu hả? Dạ. Dạ, dạ cái gì? Sao gì kỳ vậy? Dạ thưa mẹ, mẹ dặn con ở nhà giả cua ra để nấu canh. Nhưng khi con định giết chúng, con thấy chúng khóc, nước mắt chảy ròng ròng ngay miệng á mẹ à. Trời đất ơi, con với cái của tôi. Con cái thấy... đó là bọt cua, có nghĩa là nước trong mắt cua nó trào ra chứ nào mà con cua nào mà nó khóc. Trời ơi con với cái tức quá mà. Dạ. Trời ơi, nó lên nó dồn lên ngực rồi, mệt quá rồi. Trời ơi trời, con với cái tức quá, đi ra đây quỳ đi. Dạ, xin mẹ tha cho con. Đi ra đây quỳ, bữa nay mẹ không quýnh con. Mẹ tức, mẹ dồn, mẹ chết. Dạ, xin mẹ tha cho hôm con. Hôm nay mẹ quýnh con nhớ nha không? Nhớ nè, trời ơi, tức con với cái nè, trời ơi, trời, tức quá mà. Xin
xin mẹ tha cho con. Ăn đi, con ở nhà con ăn luôn. Mẹ bỏ nhà mẹ đi, ăn đi. Dạ, xin mẹ tha cho con. Từ khi ba mất đến nay, mẹ rất là thương mình. Nhưng nay lại vì mấy con cua mà quýnh mình, chắc mẹ không còn thương mình nữa. Thôi, mình bỏ đi cho rồi. Mẹ ơi, xin mẹ tha cho con. Con là đứa con bất hiếu. Xin mẹ nhận của con ba lại để đền ơn công dưỡng dục. Xin mẹ tha cho con. Và rồi đứa trẻ ấy ra đi mà không một lần trở lại tìm mẹ của mình. Đứa trẻ ấy sau khi đi mãi và ngất xỉu bên đường, được một hòa thượng tìm thấy và nhận làm đệ tử. Mấy chục năm mà đã 40 năm rồi, đứa trẻ năm xưa nay đã trở thành hòa thượng tu hành đắc đạo. Trong lúc ngồi tọa thiền, nghĩ đến ân sinh thành dưỡng dục của mẹ mình, nên hòa thượng quyết định trở về quê để tiếp độ cho mẹ. Rồi một ngày sư về thăm người cũ, nơi thôn nghèo ấp mồ đã bao năm, dường như hành đạo xa xăm, nhớ thương mẹ đã. Phật xin chào bà lão. Mô Phật. Chào thầy. Chẳng hay thầy hỏi điều chi? Mời thầy ngồi. Bà lão. Mời thầy dùng nước. Đa tạ bà lão. Bà lão cho thầy hỏi, sao bà lão lại sống ở đây có một mình? Con cái, bà con quyến thuộc của bà lão còn hay đã mất, mà sao thấy bà lão lại sống cô quạnh bên mái tranh nghèo ở bên đường như vậy hả bà lão? Mô Phật, thưa thầy, nhắc tới gia cảnh của lão thì lão lại đây chua xót. Gia đình lão, chồng thì lại mất sớm, để lại cho lão một đứa con 12 tuổi. Nhưng rồi, trong một sự vô tình, con của lão đã bỏ ra đi. Trong lúc nó 12 tuổi, lão mới đi ròng rã từ nơi này đến nơi khác mà không thấy nó đâu. Suốt 40 năm nay, lão không tìm thấy nó, không biết là nó còn sống hay là nó đã chết. Thưa thầy, gia đình lão chỉ có một bụng con trai. Đó là niềm an vui và hạnh phúc nhất của được đời lão. Vậy mà chồng mất, giờ lại mất con. Thầy ơi, lão khổ lắm. Bà lão, xin bà lão hãy bình tâm. Nhà sư đây thấy gia duyên của bà lão cô quạnh, nên nhà sư muốn tạo điều kiện cho bà lão gieo chút phước duyên với Phật Pháp.
để mai hậu mà bà lão có 100 tuổi thì cũng xả bỏ báo thân nhẹ nhàng. Không biết bà lão có chịu đồng ý theo thầy về chùa để tụng kinh niệm Phật không? Mô Phật, thưa thầy, lão đây xin ghi nhớ những lời thầy nói. Nhưng mà thầy ơi, lão lại nghĩ rằng ai muốn tu á thì hãy tu thời còn trẻ, để già rồi lặng lẽ mới vào tu. Thân già như ánh trăng lu, làm sao cho trộn công phu mà viên thành. Bà lão à, bà lão đừng suy nghĩ như vậy. Vào chùa đâu phải chỉ có làm việc nặng nhọc, mà tụng kinh niệm Phật, nhổ cỏ lặt rau, những công việc đó cũng đủ để tích bòn phước đức cho mai sau mà nhờ mà. Thưa thầy, lão lại nghĩ như thế này, nếu mà bây giờ lão già như vậy, lão vô chùa lão làm công quả mà có sức đâu mà làm, rồi ăn đồ của thường trụ tam bảo của thập phương bá tánh, như vậy thôi, như vậy lão sợ lắm, sợ mang tội lắm á thầy ơi. Bà lão, thế thì nhà sư hỏi bà lão rằng, trong hai hoàn cảnh sống đều tựa nương nhờ vào người khác, vậy chứ bà lão sống xung quanh đây, bà lão có nhờ vào tình thương của ai hay không? Mô Phật, thưa thầy, từ ngày chồng mất rồi con lại lưu lạc, nếu như mà không nhờ tình thương của làng nghĩa xóm thì chắc lão đã chết mất rồi á. Thế ấy, ý của nhà sư muốn nói là ở chỗ đấy, trong hai hoàn cảnh đó mà ở đây thì bà lão không tích tạo được một chút phước duyên nào cho mai hậu khi xả bỏ báo thân. Nhưng ngược lại, khi bà lão về chùa làm những công việc nhẹ, niệm Phật, nhổ cỏ, lặt rau, quét sân, vẫn có đủ khả năng để tích bòn phước đức. Như nhà sư nhớ trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy, ai sống 100 năm không nghe hiểu Phật Pháp không bằng sống 1 ngày nghe hiểu được Phật Pháp. Miễn bà lão chịu nhất tâm niệm Phật thì đó sẽ là thắng duyên cho mai sau, khi bà lão mãn báo thân sẽ về cảnh giới Phật. Trước lúc lâm chung, bà lão sẽ biết được là giờ khắc ra đi của mình mà nhẹ nhàng an nhiên về cõi Phật. Mô Phật, thưa thầy, bây giờ lão cảm thấy như tâm trí của lão được sáng tỏ. Và nếu như mà lão có duyên như vậy rồi thì lão xin cảm ơn thầy ạ. Mô Phật, lành thai, quý quá thai. Vậy thì bây giờ bà lão hãy chuẩn bị sắp xếp công việc gia đình. Mai sư sẽ cho môn đệ đến đây để rước bà lão về chùa. Mô sư... Phật. Kéo mày. Bà lão đã cùng về chùa làm công quả hàng ngày với công việc quét sân, nhổ cỏ để tích bòn phước đức cho mai này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, 1 năm, 2 năm, rồi lại 3 năm. Bà lão sức khỏe không còn như xưa cái ghế nữa lên cho tôi ngồi. Và đến hôm nay, bệnh của bà lão đã trở nặng. Mô Phật chào bà lão. Không biết hôm nay sức khỏe của bà lão có đỡ hơn chăng? Mô Phật, thưa thầy, chăng lão không qua nổi,
qua ông qua nội nữa thầy ơi. Bà lão đừng nói như vậy. Bà lão hãy cố gắng. Vì trong những lúc bệnh như thế này, chúng ta cần phải giữ tâm chánh niệm, để chúng ta có thể là nhất tâm mà bệnh nó thuyên giảm đấy bà lão à. Mô Phật, lão cũng hiểu. Nhưng mà thầy ơi, từ những ngày mà được thầy đưa vào chùa, chắc có lẽ nhiều đời kiếp trước lão đã gieo giống Phật Pháp, nên kiếp này được thầy đưa vô chùa nuôi dưỡng. Nhưng cuộc đời của lão, lão đau lắm. Trong 40 năm nay, lão rất là buồn. Đó là một nỗi niềm lớn nhất trong cuộc đời của lão. Con của lão nó ra đi, nó để lại cho một mình lão. Bị chứ hồi này lão rất là đau. Vì một sự tình cờ đó mà lão làm nó ra đi như vậy. Lão rất buồn và rất hối hận. Lão đau dữ lắm. Ước gì bây giờ á, lão gặp được mặt con của lão chỉ một lần thôi, rồi lão nhắm mắt xuôi tay cũng được. Con ơi, bây giờ con ở đâu? Bà lão ơi, xin bà lão hãy bình tâm, chớ quá ưu phiền mà làm tổn hao cho sức khỏe. Nhà sư nghĩ rằng phận làm con ai cũng phải nghĩ đến công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Không biết ở đâu đó, chắc có lẽ cậu bé con của bà lão nay đã lớn khôn, nhưng vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà cậu bé ấy không thể nhìn nhận bà lão, nhưng vẫn âm thầm lo lắng cho bà lão. Như nhà sư xin nhắc lại cho bà lão nghe lời của Phật dạy khi xưa: này các tỳ kheo, đừng chấp mắc vào những việc vô thường ở cõi thế gian này, vì tất cả có sinh ắt có tử, có hợp ắt có tan. Phiền não của con người chỉ gom vào 12 chữ: nhìn không thấu, nghĩ không thông, buông không đành và quên không được. Ngay lúc này bà lão hãy quên đi tâm niệm thương con, nhớ cháu, vì chính những tâm niệm ấy sẽ dẫn dắt bà lão về cảnh giới không được an lành trong lúc lâm chung. Mô Phật, thưa thầy, lão xin ghi nhớ những lời thầy dạy, và lão sẽ hứa sẽ giữ cái tâm này luôn thanh tịnh cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Mô Phật, sư xin tặng cho bà lão hai câu cổ đức xưa đã dạy: sống chết lẽ thường, bậc trí thản nhiên không trở ngại, niết bàn an lạc, người ngộ tự tại mặt thông dông. Sư xin phép được về phòng, để ngày mai sư có công việc Phật sự ở phương xa. Xin bà lão ở chùa hãy cố gắng tụng kinh niệm Phật, để cho sức khỏe được thuyên giảm, tật bệnh bớt dần. Mô Phật, cảm ơn thầy. Sư xin cáo biệt bà lão. Mô Phật. Này con,
thầy đoán biết được rằng bà lão sẽ không qua khỏi. Trong vài hôm nữa, ta có việc phải đi xa. Nếu lúc lâm chung của bà lão mà thầy chưa về kịp, thì các con hãy an táng bà lão. Nhưng có một việc, các con không được đẩy nắp quan tài lại trước khi sư phụ trở về chùa. Mô Phật, Mô Phật. Rồi rồi. Này bà lão, hôm nay đã đến ngày ra đi. Ta là Hắc Bạch Vô Thường đến đưa bà về địa phủ. Bà Nguyễn Thị Tươi, tên của bà ở dương thế là Nguyễn Thị Tươi, sinh năm Kỷ Mùi, mất ngày 17 tháng 8 năm Tân Sửu. Lúc sanh tiền, bà đã phạm tội sát hại sanh mạng chúng sinh. Nhưng ở tuổi xế già, bà biết lo tu tạo phước đức cho mình. Nghiệp phước ngang nhau nên không phân định là trọng hay khinh. Sau 49 ngày thân trung ấm, sẽ quyết định quả báo về đâu. Ta sẽ về bạch lại với Diêm Chúa. Đến ngày thứ bảy, hòa thượng trở về. Phật dạy không sai, nhất nhân hành đạo, củ quyền siêu thăng, thì xin ân trên tam bảo, từ bi phóng quang tiếp dẫn. Hương linh của bà lão về cảnh giới an lành, để chứng minh lời của chư Phật nói là vạn lần chân thật. Nhất nhân hành đạo củ quyền thăng, nhất nhân hành đạo củ quyền thăng, nhất nhân hành đạo củ quyền thăng. Trước linh cụ con đây xin tiền tiếng chuông chùa nhẹ nhẹ điểm ngân nga. Mẹ đã về nơi thế giới bao la, con ở lại
xót xa niềm cô quạnh. Kính thưa toàn thể đại chúng, thầy xin được sám hối với toàn thể đại chúng rằng bà lão nằm trong chiếc quan tài kia chính là thân mẫu của thầy, và thầy chính là người con trai lưu lạc hơn 40 năm của bà lão kia. Nhưng vì hai nguyên nhân thầm kín mà thầy không nhận lại mẹ mình. Một, nếu bà lão biết con mình là sư trụ trì thì sẽ sanh tâm khinh bỉ tăng chúng giải đãi tu hành mà tổn mất đi phước báo hiện tại. Hai, tăng chúng sẽ nghĩ rằng vị thầy trụ trì lấy của thường trụ mà nuôi mẹ mình, làm như vậy thì người trò sẽ suy nghĩ rằng thầy là người không đúng đắn. Nếu suy nghĩ như vậy thì người trò sẽ có tội trọng với thầy. Chính vì hai lý do thầm kín ấy nên thầy không nói ra sự thật. Nhưng hôm nay bà lão không còn trên dương thế nữa, thầy nói ra sự thật để cho đại chúng tri tường. Sau này, nơi quán trà của mẹ trước kia, Thiền Sư cho lập mại trà Lai Tự ở thôn Phú Xuân, huyện Cẩm Giang. Am mà bà ở đặt là Dưỡng Mẫu Đường Phủ Vĩnh An. Người đời tán thán nhà sư qua hai câu thơ: gương hiếu hạnh muôn đời lưu sử việc, giúp mẹ hiền liễu ngộ chữ Phật tâm. Kể từ ấy, mọi người vì tôn kính đức hạnh hiếu thảo của Hòa Thượng nên gọi Ngài là Hòa Thượng Cua. Hòa Thượng Tông Diễn thọ giới cụ túc năm 32 tuổi. Kể từ đó, Ngài vân du khắp nơi làm lợi ích cho hữu tình chúng sanh. Đặc biệt, năm 1678, niên hiệu Vĩnh Trị, với đức hạnh tuyệt vời vì đạo quên mình, nên nhà sư đã cảm hóa được vua Lê Huy Tông, được vua ban cho chức ngự tiền chi quân, tức được phép ngồi trước vua, in kinh, tạo tượng, đúc chuông, tạo rất nhiều công đức được mọi người ghi nhớ công ơn. Vào ngày 16 tháng 7 năm Tân Sửu, nhằm niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ năm, vào năm 1711, thấy cơ duyên trụ thế đã mãn, Thiền Sư từ giả các môn đệ an nhiên thị tịch, trụ thế 72 tuổi, để lại biết bao niềm thương kính cho tất cả mọi người.